Hello bà con anh em. Thùng thính lần hôm nay nó ủ được 12 ngày nhá. Nói kiểm tra xem thùng thính lần nó như nào nhá. Ái chà. Chắc chắn là lên lên men cục 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 rất nhiều rồi, chắc chắn là lên men rồi. Ôi thôi, chỗ này sao lại bị hở này? Úi giời anh em ơi. Men tầm không? 12 ngày đi chiến được rồi. Chú hồi hưởng ơi, nhìn men này tắm không? Đấy, thùng tiến lên 12 ngày anh em, quánh tốt rồi như nấm. Sao của anh rồi bốc nhỉ? Đây là men mẫu gì này? À, nó lên men này, Đây của em lên nó chỉ như này rồi. chắc mày đậy không kín. Bên trước nó bùng lên, hôm nay nó sẹp xuống rồi. Em ngủ hai lần, cả hai lần nó chỉ như này, nhưng không, nó không lên cái men trắng như này. Ngon. Hôm nay là anh cho nhiều ấy, nhiều bộ hơn của em. Còn cả cái thùng thì nó sạch, cái Bỏ ra thùng kiểm tra. này. Ui, thùng này nó tí nữa thì bị trào ra ngoài, bị trào. Chào một ít đúng không? Hôm trước nó bị trào rồi, nó sát lên đây chưa chắc đã có men đấy. Ui, đầy úp một thùng luôn, Đúng không? Không có men đúng không? nó bị sát nắp thùng này, sát lắp. Đấy, em cũng bị mà. Nếu mà sát lắp thùng thì không có men. Thế hôm trước em bị nó trào ra mà. Nó trào một ít. Trào ra thì nó sát lên trên rồi lấy đâu men nó đùn lên. Cái này nó trỗng này là mới có men này. Anh em mà ủ mà nó bị tràn lên nắp thùng ấy thì nó khít vào nhau thì nó không có men đâu. Nó hở ra một tí thì nó mới có men, có Anh men hay ngon không nhỉ? thì chả quan trọng anh em ạ, phịt được tất anh em nhá. Con này bánh mè thì ít xịt. Nó Phải loi.